chàng vào bếp đêm nay chào đón đôi bạn Lưu Hà Trinh, Quang Bảo và vợ chồng Chúng Huyền Thanh, Trái Quân. Hết hành rồi. Được rồi, đi rẻ vậy cái chấm, không có chấm đâu. Thanh ơi, em coi, em cột chồng em lại đi. Đổi xanh thì nhánh lẻ. Gừng bao nhiêu vậy? Sao không thấy gừng? Gừng nhiều lắm. Hành đủ không? Hành dư. Đổi vàng thì từ tốn. Làm em đâu rồi? Giờ ra mình đang bào khoai. Trời ơi, chắc nãy giờ người ta ngủ được giấc rồi đó. Nếu rằng món ăn sẽ hoàn thành hay thất bại, hãy cùng chờ xem nhé. Trời ơi, ai đó vô đi, vô lẹ đi, không có ra mở cửa được đâu. Ôi da. À, chào anh, trời ơi, anh ơi, ở ngoài chợ nó có bán chả giò chay á, trời em mua chay luôn quá trời nè. Chả giò, giết tôi đi, làm sao mà tôi ăn chả giò được. Anh ơi, đừng nói là anh đau răng nhá. Chứ còn cái gì nữa mà hồi. Trời ơi, thương anh quá. Hôm nay em sẽ mời anh một món mà ăn không cần răng luôn. Chịu em, không anh? Em đừng có nói là cho anh uống sữa thay cơm nha. Không có đâu. Bây giờ thôi ra ngoài bên kia mình giới thiệu đi. Trời mời ơi. Anh đầu bếp thì sẽ biết món đó là món gì. Biết cái nào? Món gì mà không cần răng mà có thể ăn được đây, không hiểu luôn á. Xin chào quý vị đến với chương trình Khi Chàng Vào Bếp. Trời ơi, tự nhiên chào khán giả xong cái tươi liền nha em. Dạ. Hết đau răng luôn nghe. Vậy thì anh nói tiếp đi anh. Thưa quý vị khán giả, chương trình Khi Chàng Vào Bếp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của Solimex Food. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với những vị khách mời đến đây tham gia chương trình của ngày hôm nay. Đó là Lưu Hà Trinh và Quang Bảo, xin mời. Xin chào, chào hai. Còn đội màu vàng bên kia xin được giới thiệu Trái Quân và Chúng Huyền Thanh. Thì người mẫu đứng kế bên tự nhiên em cảm thấy em rất là lặng lẽ. Thôi qua đây đứng đi. Ờ em đó. Đứng ở đây đi. Anh chấp nhận anh đứng bên đây chút đó. Xíu. Ở nhà ai nấu cơm? Mẹ em nấu. Rồi em cũng không nấu luôn hả? Em chạy vô em phụ một xíu thôi. Rồi còn em không phụ luôn. Phụ em phụ bê mâm ra. Không phải bê mâm vô. Cha hơi mệt rồi nha. Còn gia đình bên đây. Dạ tụi em là cặp đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Bảo thì có biết nấu món ăn không? Trời ơi, Bảo biết nấu chứ, anh Nghĩa thấy Bảo nấu rồi nè. Bảo nấu trên truyền hình luôn đó. Có. Trời ơi, tự tin quá. Ừ, có điều là nấu không có chín thôi. Em cũng thấy bắt đầu lo lắng rồi đó anh ơi. Ừ, không có sao hết trơn á. Vậy là hai gia đình mình là ngang tài ngang sức. Chúng ta sẽ đến với một cái trò chơi nho nhỏ trước khi chúng ta gặp đầu bếp nha. Và trò chơi đó là gì? Chúng ta hãy cùng xem. Trò chơi này của chúng ta đó giống như là mình cái chơi cái trò mà là bé tập ăn dặm á. Đó, thì bây giờ hai bé trai là hai bé phải được ăn. Còn hai cô gái này sẽ là hai người mẹ trẻ. Dặm bé trai. Dặm bé trai nha. Ồ, vậy đơn giản quá. Ừ, chỉ có điều là khi các em dặm á, các em không được nhìn. Các em phải bị che mắt lại. Và sau đó các em cứ việc dặm một cách thoải mái vào trong cái bờ môi kia. Rồi. Và bên nào ăn hết cái tô cháo này trước thì bên đấy chiến thắng. Thì bên nào thắng, bên đấy được hai lần kéo rèm. Bên nào thua chỉ được một lần mà thôi. Dạ. Mời hai bé trai vào ghế. Vô. Rồi. Cẩn thận nha Bảo, xin lỗi nha. Nút chúng lỗ mũi thì mình hít vô luôn nha. Để cho hết tô cháo cho lẹ, hiểu không? Mình nuốt vô luôn. Đeo cái bịt mắt vào. Rồi, bye bye Bảo nha, ngủ ngon. Nhớ nghe Bảo nói nha. Dạ, Trinh biết rồi. Cứ tin Trinh đi. 1, 2, 3. Bắt đầu. 45 độ, nghiêng. Rồi, đó đúng chưa? Rồi, thấy răng rồi. Xong. Bé quần người, bé thật là khéo léo à. Từ. Ok, hút hết luôn, được chưa? Được, ổn không? Mặn quá. Mặn quá ha, rồi hút lẹ lên. Lên cái gì? Đúng rồi nè, cô Thanh đó. Lên cái gì? Xuống nè. Từ, rớt rồi. Cái nè. Từ. Giờ là mình làm như cái máy luôn nha. Con ơi, con ăn nhầm cái tay cô. Bên kia mình chờ lên hơn. Đốt. Để đi, vậy cho hết đi, cho lên. Lẹ lên. Xong. Nè, ăn không rồi nè. Thấy chưa? Tám lượt rồi. Tám lượt.
bên đây bé giỏi quá nè, ráng đi còn một vài muỗng nữa nè. Mà tiêu ta vô nó kéo về hết rồi nè. Cô Thanh mở mắt ra nhìn bé Quân đi nè. Đây, đội của bé Thanh và bé Quân đã giành chiến thắng. Và đội của bé Bảo và cô Trinh Phạm Luật sẽ được kéo rèm một lần mà thôi. Trước khi gặp đầu bếp thì chúng ta sẽ nghỉ dài lao chút xíu nha. Thử thách đầu tiên chỉ là nấu cháo nhưng cũng rất căng não. Có phải vị này không? Cái gì? Chỉ là hướng dẫn nhưng cũng rất bần thần. Chị hướng dẫn cái gì hết trơn á, cứ chinh luôn đúng không à? Món cháo nào sẽ chinh phục được giám khảo? Đáp án sẽ có ngay bây giờ. Khi chàng vào bếp. Khi chàng vào bếp. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Khi chàng vào bếp. Vâng, chào anh Jack Lee. Jack Lee là một đầu bếp nổi tiếng người Mỹ gốc Việt. Anh từng nấu ăn cho rất nhiều ngôi sao Hollywood như Angelina Jolie, nữ minh tinh Charlize Theron. Năm 2017, anh đoạt giải Đầu bếp của năm do báo Thể thao Văn hóa tổ chức. 7 năm trước chắc có đi mổ ha. Mổ xong rồi chắc 1 tháng ăn không được, ăn bằng ống hút. Cho nên chắc tạo ra nhiều món là dễ ăn. Vậy thì bây giờ anh hãy hướng dẫn cho Trinh và Thanh thực hiện cái món ăn này nha. Dạ. Còn những người còn lại chúng ta làm gì? Đi ra ngoài kia uống trà sữa trân châu đi. Rồi đi. Rồi bây giờ mời hai em qua đây. Dạ. Cùng vào bếp thực hiện món cháo điêu hồng ngay thôi. Xin chào hai em ha. Bây giờ chắc sẽ hướng dẫn nấu cháo. Dạ. Nguyên liệu gồm có cá điêu hồng, gạo, dầu hao, nước dùng gà, trứng bắc thảo, tiêu trắng, rượu, phù trúc, hành và ngò, gừng. Đầu tiên, cho 250ml nước cùng nửa chén gạo đã vo và nước dùng vào nồi, nấu cháo cho chín. Dầu nóng thì cho cá vào cùng với gừng và hành để khử được mùi tanh của cá. Sau đó cho rượu vào, thêm chút bột nêm, tiêu, nửa muỗng dầu hào, đảo đều cho cá vừa vàng là được. Khi cháo đã chín, cho một nửa vào cối và xay nhanh. Kế tiếp cho hết cá vào xay lần nữa. Cuối cùng là thêm phù trúc cắt nhỏ cùng nước dùng vào xay lần cuối. Hãy cho hỗn hợp vừa xay vào nồi và nấu tiếp. Khi cháo đã nhừ, múc ra tô. Điểm thêm một vịt bắc thảo, cá cắt miếng cùng hành lên trên. Trang trí thêm một chút phù trúc chiên giòn. Vậy là hoàn thành rồi. Rồi bây giờ mời hai bạn thử nha. Tốt là món này nấu 20 phút là xong rồi ha, hoàn thành. Em tìm mãi mà không nghe cái mùi cá dưa hồng tanh nha. Nó chỉ nghe cái mùi gạo nếp thơm thơm. Tại vì á, nãy bên trong này có gừng nên là áp được mùi tanh rất là thơm. Nó ngọt thanh thanh. Em ăn hết tô này nha. Ngon quá. Vịt bắc thảo lại thơm thơm béo béo, nồng nồng cái vị lên nữa, biến chuyển vô cùng. Không ngờ làm được chuyện đó luôn. Rồi cứ lắc. Hey, chúc come on Jack Lee. Chúc may mắn. Yay. Bây giờ thì hai chàng trai đã sẵn sàng rồi, mình sẽ mời hai cô gái vào trong phòng ha. Vâng, xin mời. Món ăn này chúng ta sẽ phải thực hiện trong vòng 25 phút thì đội của Jay Quân sẽ được kéo rèm lên 2 lần, còn đội của Quang Bảo chỉ được 1 lần mà thôi. Bây giờ thì buông rèm nào. Xin mời. Cố lên. Alo, alo, chim sẻ gọi đại bàng, alo, alo. Nghe rõ. Ok. Thời gian bắt đầu.
Mình bước lên cái bếp của mình nhìn vô kể cho trên ngang nguyên liệu có những cái gì bảo quen nè. Đúng rồi, ở đây có cá điều hồng nè, ở đây có tàu hủ kia nè, có trứng bách thảo nè, có mè, có nước mắm, có nước gì nữa đó. Nói chung có gừng, có hành ngò, ớt, rồi gạo. Rồi, hai cái Bảo đang thấy ở trên bàn có hai cái chén, hai cái đều màu nâu và Bảo đã kể sai cả hai cái, không có cái nào là nước mắm hết. Ủa vậy một hả? Cái là nước dùng, đó, còn một cái là rượu. Rồi, sau khi nước sôi là mình bỏ gạo đã được ngâm vào, sau đó mình bỏ thêm một chút xíu nước dùng, một chút liếu là 1/3 của cái tô nước dùng đó. Rồi, Bảo nhớ câu thần chú này lặp lại theo Trinh nè. Rồi. Trinh luôn luôn đẹp và đúng. Trinh luôn luôn đẹp và đúng. Đọc ba lần, đọc ba lần. Trinh luôn luôn đẹp và đúng, Trinh luôn luôn đẹp và đúng, Trinh luôn luôn đẹp và đúng. Đây. À, bây giờ thì mình nói tiếp cái câu này mới chính xác nè. Ừ. Gừng, hành, hào, tiêu, canh, rượu. Gừng. Gừng cần nhiều không? Nghe nè, đọc lại câu thần chú nè. Gừng, hành, hào, tiêu, canh, rượu. Gừng, hành, hào, tiêu, canh, rượu. Rồi bây giờ chọn 7 món đó ra để ra một bên. Gừng, hành, hào, tiêu, canh, rượu. Gừng, hành. 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 Hào. Gừng, hành. Hào là dầu tiêu. Hào. Rồi. Gừng là gừng, là hành là hành sắc. Hào, tiêu, canh. Bây giờ cá cắt xong rồi này. Bây giờ bỏ cá vào đúng không? Ừ, bỏ cá vào. Bỏ hết cá vào chiên đúng không? Ừ. À hả? Ok. Wow. Nào, cho gừng nè. Cho hành nè. Chưa làm gừng hành luôn em ơi. Từ từ mới bỏ cá vào thôi. Làm gừng trời đi, ơi, làm này phụ cho. Ủa, gừng đâu? Trời. Đó. Chưa. Cho vừa gừng thôi cho nó thơm ắt mùi tanh. Ok. Cho hành nè. Cho hành có mùi không ta? Thôi kệ đi, cứ cho cả hai đi. Bình thường là ở nhà là em chỉ đạo không á. Cái gì mà rắc rắc mà nó cứ bay mùi lên người ta. À, hạt tiêu. Hạt tiêu. Một ít thôi. Ok. À, cho rượu. Rượu là cái nào? Rượu là cái màu, có thấy hai cái chén không? Ừ, đây rồi. Ở đó, nhớ không? Rượu. Nhớ không? Rượu cho một thìa. Ok. Còn thiếu cái gì không ta? Có tiêu, có nước sốt gì màu đỏ này. Đúng rồi. Dầu hào. Cho dầu hào vô, một thìa dầu hào. Trời ơi, tôi đau đầu quá, tôi mệt mỏi, tôi không nhớ được gì hết, não cá vàng. Cho vợ em chỉ đạo là sai lầm. Sai lầm hả? Tại vì vợ em không có khả năng nhớ. Anh nếm thử coi xem đi, cái cá không? Đó nó vừa chưa? Ngon luôn. Ngon tự hả? Tự khen ngon luôn hả? Dạ. Hay quá. Bỏ cá vô. Dầu rồi. Hào. Bỏ cá vô luôn. Tiêu trắng và bột canh. Bỏ rượu chưa? Đủ. Gừng, hành, hào, tiêu, canh, rượu chưa? Rượu bán bao nhiêu? Rượu hả? Mình cho khoảng một muỗng. Xào nhanh xong rồi tắt bếp nha. Thưa cái gì? Nhưng mà rượu thôi đúng không? Thế này. Đúng rồi, gừng, hành, nói chung là đổi của bên Long Quân á. Thì cắt cá xong rồi thì mới chiên lên. Còn bên đây trời chơi rất là lớn. Nguyên một cái là nguyên bự một miếng. Trời đất ơi, ơi. Cháo luôn. Bảo ơi, dớt con cá ra. Trời ơi, tại sao không nói? Tại vì không có biết, không có tả con cá, không có biết cá. Mình xác làm sao mà như là cái con cá mình nhúng lẩu á, hiểu không? Như con cá nhúng lẩu hay cá heo lát đúng không? Miếng lát mà đừng có mỏng đừng quá. Đừng có chị hướng dẫn cái gì hết trơn, cứ chinh luôn đúng không ạ? À, chị bảo không có nói làm sao chị biết được là con cá là nguyên một con. Làm sao tôi biết được làm cá nó một miếng hay là cá được cắt ra? Dâu. Em bấm. Thêm nước không? Đặc quá nè. Ôi, chảo đặc quá nè. Đâu, cho thêm nước vô. Ồ. Nè, cho chợ coi đi. Nè con, em, con nè nào, em coi nè. Nào. Nè. Trời ơi, cho thêm nước. Nè, chồng em làm vậy nè. Cũng được anh được ơi, hả? Tí bỏ. Được. Ơ nè, cho vừa thôi, tí còn cho thêm nước dùng. Cho cái lửa lên số 6. Trời ơi, sao cái này nó đã xuống rồi. Anh Quân, thái hành đi, tí đằng nào cũng phải cho vào trong cái bát cháo ấy. Hành nào? Thái hành ngò đó. Còn mới ngò thôi, hết hành rồi. Cái gì? Hết hành tại rồi. Tại sao lại hết hành rồi? Có nhiều hành đâu mà cá hết rồi. Quân, chạy qua bên kia ăn cắp miếng hành. Lẹ lên. Ơ anh Bảo, qua hỏi thăm tí làm ăn đâu rồi nhỉ? Ủa sao đi qua bên đây rồi? Ồ, cá nhìn đẹp ghê á. Được rồi, đi ra vậy cái nhầm, không có nhầm đâu. Thanh ơi, em coi, em cột chồng em lại đi. Chồng em quyến rũ bạn chị.
em xin anh, em xin anh, em lấy anh cho em một cộng là một anh cộng. Cho em đó, ừ anh cho em đó. Trời ơi, rồi Bảo ơi tập trung chuyên môn có không? Trời ơi, thằng bé nó xin đúng một cộng vậy thôi đó, người ta có hai cộng nữa. Được chưa, được chưa, được chưa? Rồi làm gì nữa? Bây giờ sao anh cá ơi, không rồi? Anh ơi, kỳ phải không? À, bị xay đúng không? Ừ, xay đúng rồi, cho vào máy xay. Bây giờ Trinh mở đó, Trinh coi được không ạ? Được, Trinh mở ra đi. Rồi rồi, còn 8 phút Bảo ơi lấy cái máy xay ra trong làm thời gian xào cá tắt hết bây cái bếp và bếp cá đây. Đi. Tôi khổ quá, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cái này bên đây nhiều quá. 7 thôi. Ây cha, cá được rồi, không sao hết. Bây giờ xào cái cá đó làm sao mà cho nó vàng. Rồi. Gừng bao nhiêu vậy? Sao không thấy gừng? Gừng nhiều lắm. Hành đủ không? Hành dư. Em ơi, đặt sọt mà cháo không nở nè. Từ từ cháo cứ để đó đi anh. Thêm nước vô trong cái nồi cháo một mới chút đi. Mới thêm nước rồi. Rồi, có nước đủ chưa? Mới thêm nước rồi. Sau đó mình lấy cái máy xay ra đi Bảo. Máy xay. Mình lấy cái máy xay ra. Rồi, máy xay. Rồi mình để đó nha. Rồi. Bảo ơi, ơi. Nghe nè. Chuẩn bị nè. Mình cái sẽ gì? Mình bây giờ mình sẽ lấy khoảng chừng 7 phần cháo ra bỏ vô trong cái máy xay lát nữa đó, còn mấy phút á. Mình bỏ 7 phần cháo ra bỏ vô trong cái máy xay. Ừ. Sau đó mình sẽ lấy 7 phần cá ra bỏ vô trong cái máy xay luôn. Sao có 7 phần vậy? Thì cứ nghe tôi đi. Đừng có cãi Chinh luôn đẹp và Chinh luôn đúng, hiểu chưa? 7 phần cháo. Cứ múc bằng cái giá không sao mình ước lượng thôi Bảo. Rồi. Rồi sau được đó rồi. Bỏ. Được rồi, 7 phần cá vô đúng không? Rồi, một nhúm tàu hủ kia cắt nhuyễn. Bỏ tàu hủ kia xong đó bỏ cho Chinh một muỗng nước dùng nhỏ nhỏ vô. Bây giờ mình bấm mình xay nè. Mình bấm xay khoảng chừng 30 giây, nhanh thật nhanh. Chinh hết mấy cái đậu kia hình tam giác này đúng không? Tôi chia một cái thôi. Tại... Hello! Trời ơi, đây nè. Đây là... Trời đây là, ơi, chị. Cái này là của chồng em mà đúng không? Đúng. Nè, tại sao lại cho chị hả? Anh cho ăn thử, trời ơi. Cho biết là cái đồng đội mình làm tới đâu có làm con đúng không? Em coi tập trước em thấy chị ăn nhiều, dữ lắm. Thôi, được rồi, em ăn thử nào, Ồ, xin được rồi nè, xin đang chiên đậu kia nè. Có ai bị này không? Em nhớ. Cái gì? Trời ơi, người vậy mà không có biết là có vị này. Đậu kia cháy rồi. Trời ơi. Là sao? Ôi, két, ôi, mùi két. Trời ơi, cháy. Chồng ơi. Trời, cháy rồi, cháy rồi. Chết rồi, còn miếng nữa không? Hết rồi. Không, còn mấy miếng ở dưới không có cháy lắm. Mau lên, trời ơi, cái này. Rồi, bây giờ xay cháo. Coi cháo kìa, không nó bung ra kìa. Trời ơi, không sao. Nè. Sang xem bên kia người ta chiên có bị cháy không? Xin miệng. Không sao. Được mà. Cháo đâu ok đúng không? Xay nha. Ăn thử đi. Ăn thử chưa? Trời ơi. Chín chưa? Gần chín. Thôi, bây giờ bảo nhá, cho vào xay đi. Để lại một ít cháo hột đi. Ok. Thôi, chỉ để lại một ít xong thôi. Xong rồi nấu tiếp mà đúng không? Nấu tiếp. Nhớ cho thêm một ít nước dùng vào cái máy xay ấy. Rồi, máy xay. Để cho nó xay dễ nha. Ok. Đấy. Nước dùng này cho vào trong đồ xay nè. Rồi. Rồi xay thôi, xay. Còn bỏ gì nữa xay nữa không? Ok. Xay nhuyễn đúng không? Ừ, xay nhuyễn nè nha. Quên, đậu hũ kia, cho đậu hũ kia vào. Cái nồi vẫn ninh không? Cái nồi vẫn đang ninh. Em không biết em còn cái bấm nữa không ta? Rồi, hai xuống rồi bấm liên tục, nhanh đi, trời ơi không có thời gian đâu. Khuấy đều khoảng chừng 1 phút, sau đó sẽ trình bày ra dĩa. Trong lúc mà đợi 1 phút đó, nghe Trinh nói nè. Cái phần trang trí sẽ như thế này. Từ từ. Trinh rồi. Sẵn sàng thì nghe phần trang trí nha. Phần trang trí luôn sao? Như làm bánh luôn á. Bỏ hỗn hợp đó vào nồi cháo khuấy đều khoảng 1 phút. Rồi, với lửa bao nhiêu? Lớn, lửa 7 cho chị. Lửa 7. Mình khuấy rồi. Đều, cái tay vẫn khuấy đều nha. Rồi, mình bỏ cái hỗn hợp cháo vừa xong đó vô trong cái tô. Rồi mình sẽ cho thêm một chút trứng bách thảo nè. Mình trang trí sao cho đẹp.
sắc xay để cho nó diễn. À, cho nó diễn thôi. Ok, ok, giờ mới biết tại sao rồi. Rồi, ok. Rồi, ok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng lên món nào. Như vậy là món ăn của hai bên đã xong hết rồi. Mời anh. Dạ. Dạ. Bên đây thì không có chiên, bên đây thì quá khét. Là đều đi anh. Mình coi như đều đi anh. Đều sao được anh, bên em còn ăn được, bên anh sao ăn được. Không, anh. Dạ, bây giờ thử nha. Không điểm về chỗ anh ơi. Anh có gật gù em, anh có gật gù. Có gật đầu. Tức là tại sao nó có thể nó nấu cái ghê như vậy? có rẻ. Đó, bên này nhìn có vẻ ngon hơn nên là lấy được cái miếng nó to hơn nè. Ăn vào ngon hơn nè. Rồi. Cũng gặp nè. Hai ba. Tụi nó như nhau hết. Cũng như nhau. Tụi nó như nhau cả thôi. Đó, cái này đậu kia ăn được. Đổi màu xanh á. Ha, cái cháo á. Thì nhuyễn hơn ha, mặc dù nó hơi khô một chút nhưng mà cái vị rất là đều ha, vừa béo vừa ngọt tự nhiên của cá ha, và vừa mềm. Oh. Nó phải đúng ba điểm đó ha. Dạ. Bên đây á thì chắc xay không đủ. Ôi dạ. Cho nên hạt không mà ăn vô ha. Cái mùi, nghe được cái mùi khét á của cái tàu hủ kia thì cái cá em xào lên rất là ngon ha. Thì hai món cũng nhiều loại thì đây chắc thì cho bảy điểm. Điểm đổi xanh. Màu xanh á chắc cho 7.5 nha. Hơn 7 điểm, điểm thôi. Anh 7.25 em cũng vui nữa. Mới có món đầu à. Đúng rồi. Cơ hội ở cái món thứ hai. Chính xác. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau ít phút nữa quý vị nha. Ai sẽ giành được quyền ưu tiên? Và hai đội có thực sự hiểu ý nhau? Ê mà khoai ngon quá. Trời ơi. Quang Bảo chê Quân, ai khéo léo hơn? Bí mật sẽ được bật mí ngay thôi. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Khi Chàng Vào Bếp. Và trước khi vào vòng thứ hai thì chúng tôi đã chuẩn bị một trò chơi rất là nhanh nhỏ, đó là nhìn hình đoán chữ. Có nghĩa là một người đứng ở đây bên cây da vẻ, một người đứng ở kia ở tận cuối sông. Đó, tôi sẽ đứng cùng các bạn ở cuối sông đó. Tôi dơ cái bảng chữ lên cho các bạn ở đầu sông dòm thấy. Sau đó sẽ vẽ lại nội dung của cái câu nói đó. Và người đứng ở đây nhòm hình và đoán coi cái câu mà bạn kia đang muốn diễn tả là cái gì. Và nếu như đội nào chiến thắng á thì ở vòng này khi nấu ăn các bạn sẽ được kéo rèm 2 lần. Còn thua một lần vậy thôi. Một lần mà thôi. Rút kinh nghiệm lần trước nên cần thiết phải kéo rèm lên để coi bảo làm cái gì ở ngoài kia. Ai là người vẽ? Em vẽ cho. Ai vẽ cũng đẹp hết anh. Em nghĩ là em thích vẽ hơn. Vậy thì mời em. Dạ. Nha. Vẽ cho ra nha. Rồi. Còn đội của Quân với Thanh thì sao? Em vẽ. Ok. Rồi. Mình chơi sao? Đứng lùi xuống để coi đội bạn. Nha. Bảo phải dùng cái chí năng lực tưởng tượng. Tin luôn đẹp. Dạ. Tin luôn đẹp. Tin luôn là... đúng. Ừ. Chứ bê. Mình chỉ có 2.5 phút mà thôi. Dạ. Bắt đầu. Trời ơi, em đọc em cũng không hiểu gì luôn ấy. Lá lành đùm lá rách. Đúng không? Chính xác.
Bơ bạn đi, bơ bạn giao tiếp. Đó. Tô, cơm, chân, miệng ăn chân đạp. Đạp đổ hả? Qua không Trinh, qua không? Qua đi, qua đi, qua đi, qua đi, qua đi, khó quá bỏ. Khó quá bỏ qua. Rồi, cái biết. Bút sai cả chết. Wow. Hay quá. Rồi tiếp, tiếp, tiếp. Qua cầu rút ván. Tiếp. Chính xác luôn. Rồi. Câu đầu biết là nhìn biết liền à. Cười, cười răng súng, Trinh giải Trinh đó hả? Trinh răng súng mà. Môi hở răng lạnh. Tóc, răng, răng với tóc là góc con người. Chính xác. Con 5 giây. Cha con. 2. Cái này khó. 1. Cha con. Hết giờ. Hết giờ. Trời, cái câu nào mà em làm được vậy? Trời đất ơi. Cái câu kia. Cái câu kia là anh gì? Anh đoán được cái chữ ăn rồi. Ăn. Ăn cháo. Cháo. Ăn cháo đó bác. Đâu có biết cái đó là cái gì đâu. Trời ơi. Đó là dễ nhất. Trời ơi. Như vậy, ở cái lượt chơi đầu tiên, đội của Lý Hòa Trinh và Quang Bảo đã đoán được 4 cầu. Và bây giờ là xin mời hai vợ chồng. Cố gắng lên em nha. Cố lên. Ray Quân, Trung Huyền Thanh. Cố lên. Chủ vàng, bắt đầu. Thấy khó nói bỏ qua nha. Nên né ra cho ta xem. Gì trời. Bỏ qua đi. Không có khó. Nói trời, luôn đi. Tới sáng luôn, tới đó, sáng luôn. Bỏ đi. Bỏ qua đi Thanh. Khó lắm câu này khó. Thôi bỏ qua, bỏ qua. Rồi. Qua câu 2. Đi, nhìn đi. Câu này dễ. Cái gì vậy trời? Rồi, giờ học tranh Picasso luôn. Vẽ mà nè một bên. Dễ đẹp á. Sôi, nước sôi hả? Bây giờ nhớ cái gì, nói đại luôn đi. Nghĩ đừng bắt con sâu bỏ dầu được anh. Sâu bỏ dầu được anh. Đúng rồi. Đi, tiếp tục, nhìn. Em dễ né né quá Thanh, cho Quân nó xem. Môi. Nhanh nhanh đi, nhanh. Ở răng lạnh. Chính xác. Rồi, tiếp tục. Trời ơi. À, xương. Dễ tiếp, dễ tiếp. Tiếp, tiếp. Hết giờ. Hết giờ rồi. Là hết giờ rồi. Cũng được cái câu đó rồi. Cái cây này là gì? Cái này là ăn cây nào rào cây nấy. Gia đình của chúng Quyền Thanh chỉ giải đáp được 2 câu mà thôi. Như vậy là lần này nhà của Quang Bảo được kéo rèm tới 2 lần. Yeah. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp đầu bếp Shackley. Bây giờ món thứ hai là cũng không có gan luôn phải không anh? Dạ. Dạ. Thì món ăn là khoai ngũ sắc. Khoai ngũ sắc là khoai năm màu hả anh? Đúng rồi. Rất là nhiều màu. Dạ. Bảo có mù màu không? Không có mù màu. Rồi được rồi, an tâm rồi. Vậy thì bây giờ anh Jack sẽ hướng dẫn cho hai người phụ nữ này cái món đó nha. Dạ. Còn sáng tạo lên. Tạm ra ngoài lánh mặt chút xíu. This way. Okay. Yeah. Vào bếp ngay để thực hiện món khoai đầy màu sắc nào. Hai em. Hai thấy em. Chưa? Dạ thấy. Nhiều màu sắc. Dạ. Ha. Trước khi mình làm á thì mình sẽ nói qua cái nguyên liệu nha. Thì mình cần khoai lang tím vàng, nước cốt dừa, một chút kem, bơ, bắp, phô mai, thịt. Đây là 3 cái ớt ha, dạ. Xanh, đỏ, vàng ha. Một chút tiêu trắng, đậu, nấm. Đầu tiên cho bơ vào chảo nóng. Bơ tan thì cho một chén nước cốt dừa và kem béo vào. Nêm một chút bột canh chili mess, một ít tiêu, muối rồi khuấy đều. Tiếp theo sẽ cho vào mỗi tô khoai 2 muỗng sốt, rồi trộn cho đều và thật mịn. Cho khoai vào túi để dễ trang trí nhé. Bây giờ xào rau củ thôi. Dầu nóng thì cho thịt cùng 3 loại ớt vào. Kế tiếp là đậu Hà Lan, bắp, nấm vào chảo. Nhớ cho gia vị muối và tiêu vào.
rồi đảo thịt cho chín. Trang trí khoai theo từng lớp màu xen kẽ. Rồi cuối cùng cho tất cả thịt và rau củ lên trên cho thật rực rỡ nhé. Điểm thêm một ít khoai sấy khô và rau càng cua nữa. Món ăn đã hoàn thành rồi, thưởng thức ngay thôi. Rồi bây giờ mời hai em thử nha. Em đã từng thử khoai tây nghiền, rất là thích. Nhưng mà không biết ly này là em làm, ly này là Thanh làm. Wow, ngon hơn khoai tây nghiền nhiều. Khoai tây nghiền hơi ngấy nhưng mà cái này không ngấy mà lại có cái nó nhẹ nhàng hơn, có sự biến chuyển về hương vị, có thơm, béo, béo, ngọt, bùi, có cả vị mặn 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 của các phần topping thịt và nấm nữa. Rất là thơm á. Wow. Mà cũng rất là hợp với mấy cái tiệc tùng này. Đúng rồi. Rồi, sẵn sàng chưa? Em tự tin. Rồi, good. Yeah. Yeah, cố lên. Yeah. Dạ, mình cố lên. Yeah. Với món khoai ngũ sắc này mình sẽ có 30 phút. 30 phút dành cho cái món này. Cố gắng lên nha hai chàng trai. Cố gắng. Hả mang nào. Hãy tinh tinh, nhưng hãy luôn hỏi lại nha. Okay. Hãy hỏi lại nha. Ok. Chuẩn bị. Chúng ta sẽ có 30 phút dành cho món này. Bắt đầu. Khoai luộc chưa Bảo? Bảo nhìn kiểm tra kỹ nha. Thật ra khoai này là luộc rồi đó. Rồi, nếu mà vậy khoai luộc rồi thì chỉ có bào ra thôi. Nếu mà bào ra làm thì bào ra thiệt thôi. Là nhuyễn. Rồi bây giờ Chinh mở cái màn ra nè Bảo. Từ từ. Không, tại vì sớm quá vậy. Chinh mở màn, Chinh nhắc một số cái nó cụ thể hơn cái hình ảnh hơn nè. Tại vì người ta chưa có ngồi lột xong nữa nè. Không, bỏ riêng ra cũng được. Bây giờ sau lưng có hai cái ly, lấy hai cái ly, kế bên có cái khay thủy tinh. Lấy cái ly thì khay thủy tinh. Không, cái ly mà Mara Guitar. Đây này. Cái ly mà làm cocktail martini. Cái khay này đúng không? Khay dài. Đúng rồi. Khay dài. Hai cái ly đó sẽ hai ly martini. Đúng rồi, đó dành cho việc trang trí để riêng ra. Để riêng ra. Lấy thêm ba cái hạt cà chua bi để riêng ra cái chỗ khay trang trí. Ba củ này để riêng ra. Bỏ bên kia là khay trang trí. Rau mồng tơi, rau càng cua bỏ vào đó làm đồ trang trí để riêng. Mồng tơi, cà chua. Rồi, tất cả các cái thứ như là ớt đầu lạc á. Rồi. Mình sắc thiệt là nhỏ hạt lựu. Rồi. Ớt Đà Lạt ba màu giá. Cái này đúng không? Rồi, bắp nè, rồi hoa lan là khỏi cần cắt. Nhưng mà cheese là bào ra. Cheese bào ra đi. Bào ra. Cheese này đúng không? Không phải, đó là bơ. Bào rồi. Bơ để qua một bên. Rồi. Cái bơ đó để qua một bên. Bơ luôn. Whipped cream để qua một bên. Whipped cream. Để qua cần cái nồi nè. Đúng rồi, để hai cái đó để xuống, để xuống. Rồi bơ để qua bên đó. Bơ để qua bên đây. Bên đây. Rồi để đi tiếp chuẩn bị là màu trắng hay là vàng. Rồi tiếp tục. Bây giờ thì chúng ta sẽ bào thịt, nó cũng cắt thật là nhỏ y như là ớt luôn. Rồi. Nhưng mà xong cái bước khoai trước cái đã rồi tính sao ha. Ây mà khoai ngon quá. Trời ơi, ăn được nó không có đủ nền đâu. Không có đủ khoai mà. Đừng có ăn vụng. Tại vì cái màu vàng nó dính với cái màu tím nó dính với màu vàng. Kết hợp khoai tím với khoai kia bào chung khoai luôn hả? Không, bờ riêng ra hai màu khác nhau. Đó, thấy chưa? Không bao giờ nhắc mấy cái đó hết trơn á. Phải hỏi liên tục. Đấy. Thì bây giờ là khoai tím bỏ một tô, khoai vàng bỏ một tô, nhưng mà hai khoai đó phải làm sao thiệt là nhuyễn được không? Rồi. Khoai đỏ rồi khoai tím nữa là. Anh Quân. Ừ? Có khoai tím và khoai vàng không? Có hết. Đây có khoai tím đây. Có mấy cái trái ớt này. Ớt. Đúng rồi. Gì nữa? Nấm. À, từ nhớ luộc ngô. Luộc ngô. Ừ. Luộc cái gì nữa? Mỗi ngô thôi đúng không? Luộc ngô với luộc cái đậu á. Bỏ riêng nè hay là bỏ chung? Sợ luộc chung vào tí nhạt tăng thì hơi cực. Ủa mà năm màu lần đó bây giờ mới có hai màu, màu đỏ với màu tím nè. Đó, giờ ra đẹp nè. Đang bào khoai. Đẹp nè. Trời ơi, chắc nãy giờ người ta ngủ được giấc rồi đó. Ok. Rồi, xong rồi. Này cho anh nha. Xong chưa? Quá ăn khoai okay. Quá. Rồi, bây giờ thái hột lựu. Thái hột lựu tất cả. Gà thịt. Rồi nấm. Trái ớt chuông. Rồi, bỏ vô trong nồi rồi sao nữa? Bỏ thêm một chén whipped cream và một chén nước cốt dừa kế bên tay phải đó. Whipped cream là hai cái đó luôn đúng không? Đúng, hai cái bỏ chung vô. Rồi, khuấy đều, thật đều trong vòng 30 giây.
Rồi, mỗi thứ một nửa. Rồi, cho nó trộn đều đúng không? Đúng trộn rồi. Đều cái này. Bỏ thêm một chút muối, một chút tiêu, một chút bột canh. Xong được chưa, được chưa? Rồi, từ từ. Ổn không anh em ơi? Từ từ nha, từ từ nha. Bây giờ cái vị nó sẽ ra như thế nào? Cái vị nó sẽ ra béo béo, mặn 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 mặn, giống như là cái vị mà mình ăn chuối chiên á. Rồi, ra ra rồi, ra rồi, ra rồi. Rồi, ok, như vậy là tắt bếp. Rồi, tắt bếp rồi. Mỗi cái tô đó mình đổ một cái giá bút canh, cái nước cream á, nước cốt dừa đó vô trong mỗi cái tô đó. Rồi mình nhuyễn tiếp, mình nghiền làm sao mà cho cái hỗn hợp thật mịn. Bây giờ là đổ một muỗng bút canh vô trong màu khoai đúng không? Đúng rồi. Nào, khoai màu nào? Một muỗng canh là cái canh múc canh đó chứ không phải là một cái muỗng ăn súp đâu nha. Biết là muỗng múc canh rồi. Rồi ok. Rồi nó miễn sao là lý tưởng nhất là nó sẽ thật là dẻo để mà nó có thể ép ép lên nhau. Đây quý vị bơ coi à, hai chương cái trình cho một miếng thịt cũng bự lắm dừa. Mà ông nghĩ sao không hiểu có bao nhiêu à. Nồi. Nó đã bằng cái đầu ngón tay của em vậy đó. Rồi sao ăn, sao mà chia đều ra hai ly. Ông này trời ông đẹp mà sao ông keo dữ vậy không biết nè. Anh có thấy ở mấy cái nhà hàng cao cấp đó, người ta chỉ ăn chút xíu thôi giống như giá trị. Ok, giờ nồi rồi. Bây giờ đổ bơ vào nè. Xong rồi hai cái chén nước cốt dừa với cả kem. Đổ hết đúng không? Đổ hết. Nhưng mà bơ thì lấy nửa cục thôi. Rồi, bơ chút xíu muối thôi đúng không? Trời ơi, đổ cái gì vậy? Đổ nguyên một hũ một nêm muối gì đó không biết, nó tan nát đây nè. Hậu đâu? Xong rồi múc hai cái muỗng nước sốt ấy trộn đều lên. Ok. À, đổ nước sốt vô khoai, múc đổ hai muỗng, vợ nói vậy đó. Nước. À. Bây giờ bắc chảo lên đi, bắc chảo lên đi, cho tí dầu vào. Rồi, hai thìa rồi. Trộn đều à? Trộn đều lên, trộn đều lên. Trời ơi, tôi muốn biết là sao bức tượng đó là cái gì. Rồi, bây giờ đậu hòa lan xong nè. Rồi. Lấy đậu hòa lan ra đi. Rồi. Xong chưa? Từ từ, từ từ, từ từ. Bây giờ nắm sắc nhỏ. Sắc nhỏ nhỏ, mà vừa một chén nhỏ thôi. Ừ, rồi. Bắt một cái chảo sạch riêng, một cái chảo đó sẽ xào tất cả các topping. Nên bây giờ mình xào thịt xay trước, sau đó mình dồn nó qua một góc và đừng quên bỏ thêm tiêu muối. Xào với tiêu muối hả? Dạ, một chút tiêu, một chút muối thật nhanh rồi dồn qua một góc. Tập trung nha, cái chỗ này một như chơi đồ hàng vậy đó. Rồi, ok. Rồi. Muối với tiêu. Rồi, bây giờ nha, chảo nóng lên. Mình sẽ bỏ dầu vô, mình bỏ thịt xay vô, mình xào thật nhanh. Sau đó mình bỏ một chút muối, một chút tiêu, mình dồn qua một góc. Bây giờ từ từ nha, Trinh nói từ từ thôi, Trinh nói một loạt vậy không có đâu mà nhớ hết được. Phải bắt xào thịt lên. Trước cái đã. Rồi. Xào thịt trước đúng không? Rồi. Xào thịt xong chưa? Rồi, giờ xào thịt nè. Xào khoảng chừng 30 giây. Rồi. Rồi. Sau đó bỏ tất cả các nguyên liệu còn lại, mỗi cái một góc đừng lem nhau nha. Không lem nhau hả? Đúng rồi. Khó vậy, cho nắm trước. Không được lấn chiếm cái lãnh thổ của nhau. Rồi, ok. Sao luôn à? Bây giờ đang chín hết rồi nè. Được chưa, được chưa? Căng thẳng quá, căng thẳng quá. Yên tâm đi, đội mình được 10 điểm rồi. Con vào mắt. Nào, tiếp theo. Giờ kêu mỗi bỏ một góc đúng không? Bỏ vào mỗi thứ góc. Thịt xào, nè. Cái đậu đâu xào nó đâu, đậu chuông. Hà Lan. Cái đậu Hà Lan với cả ngô có xào nữa không? Có xào vào. Tại vì mình còn cho gia vị nữa. Cái này gia vị luôn à? Ờ, cứ xào mỗi thứ một góc xong rồi mình rắc gia vị xung quanh luôn. Được chưa, được chưa? Bây giờ là rồi, bắt đầu trang trí nha. Gia vị. Lấy lên một nêm rắc lều lên đi. Rồi. Rắc ít thôi, đừng có rắc nhiều quá. Kiểu nữa ông ơi. Thơm quá. Trời ơi, mình đứng đây mình thấy đói bụng. Hay quá. Mà bắt buộc phải làm 2 ly hả hay là 1 ly? 2 ly, làm thật nhanh đi Bảo. 2 ly, trời ơi làm 2 ly lận. Okay. Còn chưa có trang trí nữa đó, nhanh tay lên. Rồi ok, từ từ nha. Nè Bảo ơi. Từ từ. Còn cái này làm cái gì đây, này làm cái gì đây? Nén rồi. Bây giờ mình sẽ bắt hết tất cả các topping theo mình thích, xếp thật là đều lên trên tất cả các ly. Rồi. Rồi đó mình để cái ly đó vào trong hai cái khay. Rồi.
Và ở cái khay đó mình sẽ để 3 trái trà chua bi. Rồi. Và mình cắm những cái mồng tơi vào trên cà chua bi đó. Cắm cái mồng tơi cà chua bi hả? Đúng rồi, là mình xong cái lớp trang trí. Bây giờ Trinh coi đi nè, cái được chưa? Gần được là không, giờ không còn thời gian để mà được hay không được nữa. Rồi, làm gì nữa? Giờ topping đúng không? Đúng rồi, bây giờ sau khi mà cắt lớp, lớp đó cái ly nhỏ nó hơi xấu đó nha, làm sao nó dày lên, đừng có để cho nó lem quá, đừng để nó lem lên cái thành. Không, ok, không để lem lên thành. Rồi, đúng rồi, okay. Cắt lớp topping mỗi thứ một chút để lên cho sao đẹp nha. Rồi, ok, từ sau đó mình sẽ cắm mấy cái khoai lang dẻo mà cứng á, lên trên top lên trên cái ly đó cho nó trang trí thật đẹp theo cái khiếu thẩm mỹ. Rồi, bây giờ topping tất cả luôn hả? Topping tất cả vòng. Tất cả vòng vòng. Đúng rồi, nhưng mà làm sao nó phải thiệt là đẹp, nó phải thật là tỉ mỉ và tinh tế. Phô mai để rắc lên trên đúng không? Ừ, rắc lên trên, bây giờ mở rèm nhá. Làm đến đâu okay. Rồi? Ok. Mới bỏ khoai vàng thôi. Ê. Sao? Cả hai bên được giống nhau rồi. Đâu? Được mà hai ly giống nhau cũng được vậy. Nè em coi chồng em làm kìa. Ơ kìa, đừng làm nhiều quá, ít một anh Quân. Sao? Bớt đi à? Ít một, ừ, làm thành 3 tầng. Ít một. Để nó xuống này đúng không? Ờ đúng rồi. Ít thôi à? Ít vừa thôi. Bỏ đây. Giống nhau rồi. Đó, cái đó cũng được, Rồi mau lên, không phải làm cái này đó. Rồi gì nữa? Đó, xong rồi tím. Tím rồi. Xong rồi vàng. Xong rồi mấy cái chảo kia kìa. Rắc lên. Ít thôi. Nó đầy quá đấy. Đó. Vậy thôi đúng không? Đó, xong rồi xăn đều ra như bên dưới ấy. Kiếp giống như bánh mông kem, bánh kem nhiều hơn. Cẩn thận á, cẩn thận không mà nó nhoen hết lên trên á là xấu quá. Em ơi, phô mai làm gì? Dạ, phô mai rắc lên trên anh ơi. Ôi, chết rồi. Rồi cứ làm như thế, cứ làm theo từng tầng một như thế. Nó phải dày một tí lên. Nó phải dày lên. Tức là nó đập những cái rời đúng không? Yeah, nó y như trên cái chảo nhưng mà nó ở trong một cái tích bằng hơn. Bằng luôn á. Do it, nhanh lên. I'm doing that. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Xong. Đây, như này là xong rồi. Để mình coi cái món mà các bạn làm như thế nào nha. Trước nữa. Như vậy là món ăn đã xong hết rồi. Và trước khi thử thì bây giờ hai bạn nữ xem cái tác phẩm của cùng đội mình cảm giác như thế nào Thanh? Em không có đủ tự tin là khen chồng em làm ngon. À vậy à? Còn Trinh? Em cảm giác thực sự như là chơi con nít. Nhưng mà nó cũng có cái hay, nó có sự hồn nhiên trong việc trang trí. Em cũng đánh giá cao. Và trước khi hai người phụ nữ này nếm món ăn thì cho chúng tôi nghỉ giải lao trong giây lát quý vị nha. Khi chàng vào bếp. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Khi Chàng Vào Bếp. Và thời gian bây giờ sẽ là thưởng thức món ăn thử. Bây giờ thì mình sẽ thử của ai trước đây? À, này luôn. Hai bên cùng nếm chung một món trước mà không biết là món của ai nha. Rồi, há miệng ra nè. Mâm. Rồi, a. À. Rồi. Em thấy là mềm. Sau đó em nghe được cái vị sực sực dai dai của thịt. Có đùi đậu Hòa Lan rất là rõ. Và nó hăng lên nồng cái mùi ớt Đà Lạt. Nói y chang nguyên liệu có sẵn luôn. Hay thiệt. Còn Thanh, em thấy cái này nó hơi nhão hay sao á? Ừ, đúng rồi. Ừ, dạ. Em cũng thấy nó hơi nhão. Đúng không? Nó ngọt quá. Nó ngọt hơi quá. Ngọt, hơi ngọt phải không? Rồi, nếu vậy bây giờ nếu chấm điểm thì em sẽ cho bạn ấy điểm mấy nào? 8 điểm. 8 điểm. Thế còn em, Thanh, bạn ấy sẽ được mấy điểm? Em khuyến khích
7.5. 7.5. À, oh. Ok, bây giờ mình nếm tiếp nha. Cái món ăn còn lại nè. Hai miệng ra nè. À. Cái này nó khô hơn một chút. Nó không có bị nhão như cái kia. Cái độ hòa quyện giữa cái thịt với cái khoai lang á, nó vừa vặn hơn. Còn Thanh, em thấy thế là nó không có bị nhão như như cái vừa rồi á. Dạ. Với cả rất là rõ cái mùi thịt á, thịt khi mà cho vào nó gia vị, khi mà cho gia vị là khá là vừa, nó không bị mặn quá mà cũng không bị nhạt quá. Chà, không biết người đàn ông nào mà nấu ngon dữ vậy ta. Bởi vậy anh. Em sẽ cho bao nhiêu điểm mày Trinh? Em công tâm mà nói thì cái này xứng đáng được 9 điểm. Tôi đã nói tôi nấu ăn ngon mà. Wow, còn Thanh dành cho món này là bao nhiêu điểm? Em cũng chấm 9 điểm. 9 điểm luôn? Wow. Cái người may mắn này là ai vậy trời? Rồi, mở mắt ra nào. Rồi. Dạ. Đây. Cái món đầu tiên mà hai em ăn mà xong nói sao mà nó nhão quá đó. À, món đó là của chồng em, đúng đó, thật. Của chồng em đúng đó, sao em đánh đúng dễ sợ. Còn cái món sau là món của Bảo Lam. À. Nhưng mà đó là do cái cảm nhận riêng của mình thôi. Bây giờ đây nè, để cho đầu bếp người ta có cái nêm nếm nó chính xác vô cùng. Vâng. Người ta sẽ đánh giá công tâm hơn, chính xác hơn. Xin mời hai người đàn ông trở lại đây cùng với chúng tôi. Tới chát hả? Dạ, mời vâng, anh. Mời anh. Dạ. Quá cứng dữ. Cái món này ăn người không răng mà không răng phải ăn được. Mà này chắc phải nhai triệu trạo luôn á. Anh gật rồi. Hơi cứng. Hơi anh cứng. Gật nó hơi cứng đó. Dạ. Rồi. Cái ly mà nó nhìn cái bộ hoành tráng á. Nó giống món chè. Ngọt quá. Ngọt quá phải không anh? Bởi vì bỏ nhiều nước cốt dừa quá. À, nước cốt dừa ngọt á. Nó ăn vô giống chè. Thì bên đổi xanh á, Bảo á thì chắc cho 7 điểm nha. Món này á của em Quân á, mặc dù nó ngọt một chút á, nhưng mà em làm đúng. Cái đậu với cái bắp á thì em luộc rất là mềm. Dạ, thì món này á chắc cho 8 điểm nha. Yeah. Yeah. Và ban biên tập của chúng tôi đã làm việc cực lực mới có thể cộng được những cái con số nhỏ nhoi này. Anh động viên tụi em đi. Ở vòng 1, đội của Quang Bảo, Liêu Hà Trinh, giám khảo Jack Lee cho 7.5 điểm. Món ăn thứ hai này thì Trinh cho mình 9 điểm, Thanh cho 9 điểm, giám khảo Jack Lee chấm có 7 điểm thôi. Tổng điểm 32.5 điểm. Wow, đội của Chi Quân và Huỳnh Thanh là món đầu tiên anh Jack Lee đã cho 7 điểm. Và món thứ hai Trinh cho 8 điểm. Và Thanh tự cho bản thân mình là 7.5 điểm. Anh Jack Lee cho 8 điểm. Tổng cộng là 30.5 điểm. Yeah, như vậy có nghĩa là đội của Liêu Hà Trinh và Quang Bảo đã chiến thắng. Xin tặng cho cả hai đội chơi rồi, xin một rồi cái kỷ niệm của chương trình khi chàng vào bếp. Dễ thương rồi, quá. Còn cái này là dành cho những người thắng. Yeah, người chiến thắng đây gặp qua. Ok, đi Hawaii. Anh nói Hawaii. Hawaii. Cảm ơn anh Jack Lee. Yeah. Cảm ơn tất cả các bạn. Ơn. Hôm nay tôi đến tham gia khi chàng vào bếp. Thưa quý vị khán giả, khi chào vào bếp do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và chương trình nhận được sự đồng hành của Cholimax Food. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21h30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Và xin chào và hẹn gặp lại. Tuần sau, sắc đẹp sẽ đụng độ nhau trong gian bếp. Họ đẹp, họ cao, nhưng nấu ăn biết sẽ ra sao?
Trợ lý của em có nói một câu á, chị luộc trứng mà còn cháy. Trời đất ơi. Các cái hình vuông á trời. Trời ơi bà không lên chắc. Nhớ đừng bỏ lỡ Khi Chàng Vào Bếp. Phát sóng vào lúc 21:30 thứ ba hàng tuần trên HTV7.